Các bạn hãy dự đoán thử xem là tại sao Minh Xù lại lựa chọn cái bộ trang phục này xuất hiện ở quả cầu bí ẩn số 4. Tại vì chúng ta sẽ trả lời về nước Hàn Quốc. Nước Hàn Quốc. Rồi. Mà là cần tìm cho everything is fine. Tại vì em nghĩ là Gothic nó sẽ cái gì đó dark. 4, 3, cắt đi ạ. Cái này chính không chắc chắn lắm. Bình ơi, Tập 8 Quả Cầu Bí Ẩn phát sóng lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020 trên kênh VTV3.